năng là để cho người ta nghe cái tiếp cho nó đều, rồi tiếng bên sinh tiền nó khác, thanh la nó khác, mỏ nó khác, tất cả các nhạc cụ đó đều khác hết. À, cái bồng này là gì? Việt Nam đấy, mấy em thấy cái này cái bồng mà cái trống thường thường cái trống như vậy đó là thầy có biên cái cái tự vựng cho mấy em, thì cái trống mà khi nào mà thì kêu kêu bằng tông vua, nhưng mà khi mà hai mặt đó thì bên tây người ta kêu bằng tông vua hàm đơn vua, thì cái tiếng Anh đó là double headed drum. Và cái này đó thì có một cái thôi là tông vua à un po single headed drum, nhưng mà cái hình thức của nó như thế này đó thì bên phương tây ta kêu bằng tông vua ăn sa bì gì, thì người Anh kêu bằng hourglass drum. Thầy có ghi hết cho mấy em không sao, cái này nó còn thiếu một chuyện là cái sợi dây để mà cột cái này, cái sợi dây cột lại cái thắt để này coi để nếp để cột cái này đây này. Nghe giọt tán tần tán tán tần tần tán này. Ta kêu bằng vỗ bồng. Mà cái vỗ bồng này mà kêu đó là nhờ cái sợi dây chằng này mà nó kêu. Cái sợi dây chằng để lên trên, ở đây miếng da này da tăng. Ở trong này nó làm bằng, có khi bằng gỗ, có khi làm bằng đất nung. Rồi dưới này nó có cái da lên. Cái da này nó kéo dài lên cái sợi dây cái da để bình cái mặt trống kéo cho ra thành cái tiếng rồng bồng bồng bồng. Việt Nam mình cái bồng vỗ bồng, mà cái bồng đánh trống nhưng mà vỗ bồng. Mà cái bồng là trong nước Việt Nam nó có những cái bài dân bài trong không phải loại, không phải loại ca dao mà cái loại bè ở trong Nam nói chơi, để mà hồi đó mình ở ngoài miền Trung vô trong Nam thì mới có những người nghe bầu đi vô đây buôn bán đó. Thì ở trong Nam có đặt cái bài chơi hỏi con bưu đinh kêu tại cái gì, và con bưu đinh kêu tại cái bè là sao, mà sao con ếch có cái đây còn con bưu đinh kêu tại con dê dê kêu tại cái gì, và con dê dê kêu tại cái dề, mà sao con bưu đinh có dề bưu đinh không kêu, có tại bưu đinh ở dưới nước, mà sao con ếch ở dưới nước con ếch kêu tại nhờ cái họng da, rồi sao con dề da có họng da đôi dề da không kêu, nó tại anh Trung Quốc, và sao trống dầu không có trống dầu kêu, nó tại cái mặt nó tròn, và sao cái sàn mặt tròn cái sàn không kêu, tại nó có lỗ, và sao cái kèn có lỗ cái kèn kêu, nhờ cắm tòa lan, và sao cái ống nhổ có tòa lan ống nhổ không kêu, tại nó bị đứt, và sao cái bồng bị đứt thì cái bồng kêu, nhờ có dây chặt, và sao cái bầu có dây chặt cái bầu không kêu, nó sao không kêu, kêu ai mua nước mát không? Thì cái đó mấy em thấy rằng cái này là cái bồng, mà quan trọng nhất là cái sự đi. Nhưng mà cái này nó chuyện chơi thì ngày xưa thì bây giờ nó hết rồi. Là lúc năm 77-78 đó, khi con gái tôi sang bên này tôi nói con là sao mua được cái bồng đem gì cho ba. Thì cái bồng đó là quan trọng nhất là sự di chằng. Thế nhưng mà lúc đó hải quan xét rất kỹ, rất sợ trong cái bồng này có để vàng, để bạc, để gì không. Thành nó đem ra hải quan, người ta cắt hết cái sợi dây này, ta mở này ra, ta quay ra. Thì ta chuyện biểu nó không có gì hết, tôi cho đem về đó. Thì đem về đó thì không còn cái bồng mà còn cái xác của cái bồng. Nhưng mà bây giờ thì lỡ rồi không sao. Và cái bồng này là hôm nay là điều không có sợi dây, mà tôi cũng không phải là người chuyên môn chỗ bồng. Hôm nay là không có thì giờ, bởi vì nếu mà thì giờ chúng ta ở lâu đó thì tôi sẽ nhờ cái cháu Đức Dũng, Nhất Dũng là con của Nhất, là một người hết sức là giỏi, biết cái chuyện đánh bồng là nhiều lắm. Nhưng cái đánh bồng nó có cách phải ngồi như thế này. Thứ quan đem vô cái này, trống này là trống đế. Trống này trống đế là trống đế của ông hát chèo. Thì mấy em thấy rằng cái đường kính của nó cần đầu chừng 15 phân, thì về cao nó thì 17 phân.
mà nó là hai mặt trống đó. Mà trống đó, trống cút để mà trống cút trống đinh để mà là giữ cái mặt trống, cái thường thường cái mặt trống có thể dán lên cái hình này là cái hình ống đó. Thì để đánh là đánh tiếng trống, thì trong tiếng trống nghe trống chèo nó có những cái kia bằng lên mặt trống thế này, lên mặt trống, bịt mặt trống, bịt mặt trống, rồi cái khổ trống, khổ trống, tức là phải đánh có nhịp, tức là con cắt con rắc là như tôi đó. Đó là con tôi. Rồi hôm trước nói với em, mấy em nhịp tám mà có cái câu mà mấy em làm được là bị có cái nhịp ngoại đó. Nam đinh sát bát tướng, diệt bát tướng, đem thiên sanh vương, là đi thành vương thánh, thánh đinh vương sư đế. Tại vì nói lại thử coi có em nào nói được không này. Nam đinh thì em khá nhất đó, hoặc là em nói gì thì em nói lại. Năm binh sát bát tướng, diệt bát tướng, năm thiên sanh vương, năm thiên thần thánh, thánh đinh vương xưng đế. Thánh đinh vương xưng đế. Con con cắt 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 rụt cắt cắt con rồi con cắt.
khi nó qua Khmer với Campuchia thì nó thành một sâm phô. Kêu nó tiếng thông lên. Mà ngày xưa mà khi mấy em đọc ở trong Anam Chi Lược Bồ Đề Tát á, thì ông nó biết kêu phản cổ. Và phản là cơm, cổ là trống, là trống cơm, phản cổ. Nên chữ phản đó là chữ nghĩa là cơm đó. Nên mới là phản tiếng, thì phản cổ, thì trống cơm. Nhưng mà đi qua tới bên Indonesia, nó thành là kênh năng. Mà đi qua cái người chàm đó, người chàm thành cái đống chàm đó, thành cái đống người này. Không biết tôi đừng có cô răng này không phải thăm quay. Nếu mà thứ sáu tới có thể có được một cái máy video còn để thế nào cho cả mấy em quay được, thì thầy có làm một cái băng video, trong đó có hình ảnh nhiều cái hết, hình ảnh của tất cả mấy em cái tiếng loại hát ru hoặc là hát hò trên sông, hò trên sông Hương, rồi chuyển sang qua có một lớp hát bội, một lớp hát chèo, một lớp hát cây lương, có ba cái giá chầu văn, rồi có những cái trống lễ, trống nhạc lễ mà ví dụ đánh đánh tiếng trống như thế nào. Rồi thì đó, hôm nay em thấy ngoài ra cái còn cái gì nữa thưa các bạn đang nghe à? Cái này là người Bắc gọi là chú chuyện, trong Nam gọi là chặt chóa, trong Nam gọi là chặt chóa. Chặt chóa nó là có hai bên, hai miếng, hai miếng vàng gõ vào nhau. Mà chặt chóa khi mà đánh là cũng nhiều cách đánh lắm. Để những cái người bên Tây Tạng đánh hai cách chặt chóa, cần chặt chóa đứng. Chặt chóa đứng thì đánh như thế này. Đánh nằm cũng thế này. Đứng. Cái này chỉ chặt chóa thôi. Nó có chặt, nó có chóa, chặt thế này. Phải vậy mà nó cứ chặt, chặt chóa, chặt chóa. Nhỏ theo cái nhạc lễ thì ta kêu mình chặt bạc, chặt bạc. Vì vậy mà hai cái mình đẩu bạc. Còn khi lớn chặt chóa to lên nó đánh mình khi nào đánh mình hạt bội hay là Trung Quốc đánh có nhiều, Việt Nam đánh hạt bội hoặc là những đám rước, những đám rước đi thì cái này hùng 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 chang 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 thì đó là cái chặt chóa. Còn kế đó thì cái này gọi là thanh lan. Thanh la đó, khi nào mấy em coi cái một cái miếng đồng hay là thao hình tròn mà chúng ta đánh chính giữa cái bụng thanh la lớn hơn hết được, lớn hơn nữa bằng ba cái này mà cái bề mặt nó dày hơn đó, thì trong Nam kêu bằng đồng la, đồng la. Nhưng mà khi cái đồng la đó mà nó đi dùng ở trong hát bội thì ta kêu bằng cái đầu đường để chống chiến và đầu đường. À, thì là mấy em ghi mấy cái tên đó thì thấy là thầy có ghi cho, nhưng mà điều mấy em được tự ghi thì con mắt thấy cái tai nghe cái tai ghi đó thì là nó nhớ nhiều hơn. Thì đầu đường là cái đồng la to, khi mà nó mỏng quá và đánh ngay cái chèn thì kêu một cái phè la. Là mà cái phè la nó giống như là cái chiên hồi xưa nghe nói giống cái chiên thu binh, tức là đánh cái tiếng kêu chen 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 là coi thu binh trả lời. Còn giống trống là tiến binh, giống chiên là thu binh. Mà cái chiên đó, người Trung Quốc kêu là chi. Mà cái chiên đó, người ta cũng kêu chung là bởi vì tiếng chiên đó đi lên cái tây vùng Tây Nguyên. Thì cái người Nông kêu cái chiên họ kêu bằng chăng, chăng. Thành cái chăng của cái người Tây Nguyên đó, nó có sáu cái, chăng mẹ, chăng con,
chân mẹ chân con, tức là cái chân lớn chân mẹ, chân nhỏ chân con, chính giữa đó luôn cái là bà con anh em chú bác cô cậu gì đó, cha mẹ đó, tức là sáu cái thôi. Vì sáu cái đó thì mình cái dành xăng của mình ông đó đánh cũng có phong cách đánh thế này. Có khi đánh bằng cái nắm tay, người nông đánh bằng cái nắm tay, có khi đánh là chà thế này, rồi có khi đánh cái đông mà đánh thì đánh nhiều luôn thế này. Thì khi chúng ta quay lại đó thì ở trong Đông Nam Á đó, cái dân tộc ở miền Bắc Luzon của Philippines, dân tộc có tên là Kalinga, K-A-L-I-N-G-A, Kalinga. Dân tộc Kalinga đánh cũng như là dân tộc Mnon. Thì cái dân tộc Mnon đó, nó có cách đánh giống Kalinga, coi lợi trong ngôn ngữ, có một số ngôn ngữ giống Kalinga. Thì đặc là chúng ta thấy là không biết ngày xưa, trước khi mà có một sự biến động, đến độ các châu bị chia rẽ ra một biển, Kalinga có thể dính liền với đất nước Việt Nam. Cho nên có những cái dân tộc tập nói tiếng gần giống nhau, có cái phong cách đánh cộng giống nhau, cũng sáu cái cộng. Thế nhưng mà coi kỹ là đất khác, cái cộng của cái người dân tộc Kalinga đó, thì đánh theo cái loại gọi là canon bên phương Tây. Tang 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 tang. Thì thành ra không phải đâu, tang 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 tang, không phải đâu. Tính của Kalinga đánh theo cái loại canon của phương Tây, tức là đuổi bắt theo. Còn thì cho nói khác thì là thanh la. Cái trung nam nhỏ như nẩu, nẩu phải để được trên bàn tay, mình để trên bàn tay đó. Vậy mà như Trung Nam cái phần chọi đấu, chọi đấu tức là hai bên đánh hai cái khác nhau. Và trồng găng thì những cái mỏ về nói trước thì em nghe là nó hình tròn,
hình con cá, và sau này làm hình lục lạc, giống hình lục lạc bằng gỗ và gõ. Mà muốn gõ mỏ cũng không phải muốn gõ sao gõ. Còn chuông cũng vậy, cái chuông đó, thì cái chuông Việt Nam là cái chuông đó, cái chuông này là chuông gia trì. Và chuông gia trì này là hình nó giống cái bát, cái chén cơm. Và cái chén cơm này là hình thức của ngày xưa Đức Phật cầm đấy mà đi xin ăn. Cho nên cái hình đó là cái hình mình tạo cho lại làm cái chuông. Cho nên cái chuông hình cái bát là cái chuông gia trì dùng ở trong. Mà muốn gọn cái bằng thỉnh cái chuông kêu đó, nó cũng phải là muốn lợi làm sao. Muốn đánh thì đánh. Bởi vì chúng ta ít có người nào mà cũng có nói những cái ai là đánh chuông, đánh tội nghiệp lắm. Má ơi đừng đánh con đau. Để con hát bội làm đầu má con đánh thì đau. Cho nên chúng ta không kêu bằng đánh chuông, không kêu bằng khóc thì là có. Mà Việt Nam chúng tôi nói chúng ta nên thỉnh chuông. Thỉnh chuông tức là mời cái chuông nó ngân lên cho mình nghe. Và khi nói với người phương Tây nghe nói rằng người phương Đông chúng tôi khi mà muốn cho cái chuông kêu nó phải sonny la cốt. Chúng tôi nói rằng em viết thì là cốt sà sonny. Nói cái đó cái tay nó nói chà sao mà nó đánh chuông cũng lễ phép quá đi. Mà chẳng những lễ phép thôi nữa. Khi cái chuông để lâu rồi, đêm cứ sáng rồi đó, bước đầu tới mà thỉnh chuông đó, thì phải là để ba kiến thức. Ba kiến thức là cái chuông nó ngủ, phải đánh cho ba kiến thức thì gọi. Ba kiến thức. Khởi tâm diệt tướng, phải tâm diệt tướng gọi chuông như mỏ, phải đánh cho nó đàng hoàng. Thế nhưng bên đây cái chuông gõ còn ngon. Không có phải là vô tích sự được.
ta chết mà người ta mình vẫn trên bình yên, cũng có một chút gì chia đi người người ta na ta gia, cho nên học chuyển sang với chỗ ai, cho nên trong cái khai kinh trong tâm ma hay là trong cái chỗ nào mà có người chết được thì đọc theo chỗ ai. Vô Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhưng mà anh tán này, Bồ
à bồ hàng à bạn đang thấy cái bồ nó đi dữ dữ tận á, bạn thấy một dữ vậy. Tuy nhiên đây là cái bài ca tán nhất địa là tán cái cảnh mà là trong trên thật trần gian này nó không có bao nhiêu là cái mong manh của cuộc đời, cái thân hình bào ảnh tợ ngân xương, thân hình chúng ta như là giọt xương của sắt, mạng tợ ngân xương, cái mạng như giọt xương của sắt, một ánh mặt trời chiếu ra một cái thì tiêu tan hết, cho nên chỉ thân hình bào ảnh tợ ngân xương thần thân hình không mà làm kéo dài ra vậy thì cái đó là cái tán, thì cái tán nó dài hơn, tiết tấu nó là phức tạp hơn, tán rơi thì mình keng cốc mà tán sắp vào thì keng cốc tán tạo keng cốc thì điều đó mấy em thấy rằng trong đó nó có những cái phức tạp trong mình trí, mà trong cái tán tụng đó là nãy giờ thầy nói rồi, thầy mới thấy là em nghe đó, là đấy thầy hồi nãy thầy tụng thầy tán cái câu mà Quan Thế Bồ Tát Quan Thế Âm à Bồ à tán thì hôm trước thầy có nói em nghe là cái hơi đó là cái hơi mà hát khách của hát bội thì dùng chữ ư mà không dùng tiếng A. Hôm trước thầy nói cho em nghe là hồi mà lần dân nhớ giỏi giá hạ thành đó già giá trần ở thằng thang cái trần tiên một thang đó tán cái tờ thường thang tiên thông tiên thế nhưng mà tán thì thầy là mối quan thế âm là thế nếu mà nam mô quan thế âm nghe không được là bởi vì thầy chùa không làm vậy, mà trên sân khấu cũng không ai được, trên sân khấu thằng dân cái giá à dọn lên sân khấu mà sao là ai vậy thầy chùa à, rồi thầy mới nói hôm trước cho mấy em nghe là chữ ư là cho hát bội, chữ a là cho mấy ông sư, và chữ y là cho hát nhạc. Chị em chúng ta y chị em ta bắt cua đường này một gõ lòng vui hớn hở, con cua cáo nhỏ nó nằm trong lò, nó múa đôi càng từng tiếng từng đôi càng mà không thắp đường ai sáng hòn sự chẳng đi với con sẹt đó. Chẳng hạn như em thấy rằng cái chữ y nó ra như vậy, thành ra chúng ta có những cái chữ nó đặc biệt lắm, cái chữ hò khoan thì cũng chữ sông, hò khoan trên bờ khác, hò khoan dưới sông khác, hố hụi nó là khác. Rồi sao em nhớ cái hò khoan cái hố hụi hụi cái đó nó hợp cái công việc làm đó, em đập đất này hụi hụi hò hụi hụi hò hụi đập vậy được, cái đập đất này cái câu thơ nó có một cái nét nhạc khác, nó có một cái tiết tấu khác. Còn có cái này là lạ lắm, là cái này này là cái xanh sứa. Xanh sứa là hai cái miếng tem nhập lại, thường thường nó đánh xanh sứa không phải đánh thế này, đánh thiệt là có, bởi vì hai cái tay phải cầm trong tay đánh như thế này, mà chỉ có cái hát gọi là hát là bài tròi ở là miền Trung mới có cái đó. Hát bài tròi miền Trung có đó, sao sắc vua hai người làm, nhưng mà bài tròi làm cái chuyện đó chỉ sao nó thất truyền rồi, cho nên ở ngoài Hà Nội có một anh một công đó chuyên môn đánh cái sân sứa, hay gọi là sân sứa, thì cái sân sứa nó đánh cái dài, cái phù động đánh
đóng chuyên môn và dẫn sân trước. Thế nhưng mà Hà Nội có một ông giáo sư đó, tên ông gì đấy? À, ông Tạ Thâm. Ông Tạ Thâm đó là người tạo ra 30-40 cái nhà cụ lại, mà ông thấy cái sân sứa đánh cầm tay rất có, chứ ông chuyển ra, ông chế ra một cái này đánh, bây giờ ai đánh sân sứa cũng được hay. Ông nít nhỏ thế đánh sân sứa cũng được, cứ đánh thế này. Ngoài ra nữa còn có một cái đưa cái này cho em coi lên xem. Hồi nãy là cái thân la cái kia, cái này thì cái hồng công là bởi vì không làm sao mấy em thấy là có nó đây, nó có cũng đúng, nó có nút cái công nó tròn mà nó có cái nút gọi là công, không có nút gọi là chiêng, cho nên là công chiêng nó có nút rồi không nút. Mà cái còng này là ngày xưa chúng ta chỉ là đánh bình thường ở trong báo tin chuyện trong làng thôi. Thế còn ngoài ra đó thì Tây Nguyên là còng chiêng là tuyệt vời. Mà còng chiêng nó có nhiều loại, nhiều khác nhau, mà hôm nay chúng ta không có học nhạc người dân tộc thiểu số, mà nhạc người Kinh. Rồi còn ngoài ra cái trống thì hiện lên cái trống thành cái chén. Đây là cái chén, nhưng mà cái chén phải để uống rượu không, phải để uống trà không, mà lấy để hai cái hai tay. Đó, nhập trở lại thì thành ra cái mình điện bài chiến tấu nó có thể nhập lại đánh nhịp và rung chép. Cái này thì dùng đánh ra trong những cái bài hiểu bắt chẳng hạn như cái bài mà trước đó thì là họ là họ sự sang rồi đó. Họ là họ sự sang thế đó, họ là họ sự sang thế công sang 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 từ họ sang thế sang từ họ từ sang công họ công thế sang công thế từ sang thế công thế sang liêu. Thì là qua khi mà lấy cái đoạn này rung lên mà kiểu riêu như Đức Thầy nói với em đó là họ sự sang si tống riêu, nó không phải tàn phải như Tây là đô rê mi fa sol la si do, với cái đô trên với đô dưới là hai cái khác nhau, bắt đầu riêu nó thuộc về cái hệ thống khác, riêu u sáng si tống, cho nên cái riêu u sáng si tống nó thuộc về dương, họ sự sang si tống thuộc về âm, là tối thì tới sáng, cho nên bản ngữ thủy thì tối là tới sáng, sáng thuộc về tối, còn có nhà cụ nào nữa không? Hôm trước thì cho em thấy cái đường cò nhẹ đường nhị là bởi vì cái ống nó còn. Còn ở đây khi mà cái gáo mà là cái gáo dừa đó là kêu một cái đường gáo. Cái này là gáo dừa. Mà cạo cái gáo dừa ra mà tính cho nó bóng như vậy là cũng không phải là dễ, công phu lắm. Cũng như cái cây này và cây môn nó chỉ có cái bàn tay con người chạm nó lắng như thế này. Đây là con người bạn mà bạn rất thân ở trong trường Trân Diễn Ký, và anh đã mất rồi, gia đình mới để thờ cái đời này từ mấy năm nay. Thì bên người quả phụ đó mới khi mà gặp thầy về mới biết thầy là người bạn thân với cái người đóng đơn đó, cho nên nói bây giờ để thờ nó bằng thờ buổi cũng thời gian. Bây giờ đưa cho bác khen cái quả chanh, bác đi đâu bác đờn, cái tiếng đờn này có người khác nghe thì ba con làm không vô uổng công, không có để trên bàn thờ. Thì hôm nay mấy em là người nghe đầu tiên, là bởi vì thầy mới đưa ra thầy bảo cho cái này về rồi mắt dây trả lời mấy em nghe người đầu tiên, và có lẽ người nghe thứ gì là cái ngày chính Tây Thái Mê sẽ tới, là cái ngày thầy đi ra đờn cho người Ấn Độ nghe. Thì lúc đó thầy sẽ đem cái lần thầy nói chuyện là một cái lần cái gáo dừa mà nó có đặc biệt thế này, cung cung thì nó chín lần này luôn, và thầy mà cái cung chín lần này nó mà không bao giờ mất cung, đi đâu cung nào cũng sợ mất cái cung. Còn cái thứ gì nữa là khi đền đó thì nó có cái tầm chỉ ở đây, cái này cái một tầm chỉ hay là thông đền vừa lên vừa cả luôn, nào cũng có không đồng, không phải như Tây phải cầm cái cô phan phải chạy mà không có đồng gì hết
Việt Nam hết vừa xe vừa đền là có công việc. Cái thứ ba nữa là cái đền của Việt Nam muốn cho nó kêu to kêu nhỏ, chỉ cái đầu gối đưa vào đây là nó kêu to kêu nhỏ, còn tay nó muốn cho nó kêu to kêu nhỏ hay để cung xuống, lấy cái sụp đi để lên đền, lấy cái cung để lên lại. Rồi 1, 2, 3, 4 Việt Nam khép cái chuyện lại một cái thôi. Thành ra Việt Nam làm gì cũng nên mau mắn hơn mà thành này có kết quả gì nên. Bây giờ đêm trước em nghe cái đường cò, bây giờ thầy đừng cho em nghe vậy cái đường góc.
Xin lỗi thầy hơi buồn một chút xíu, bởi vì khi mà thầy khen nhìn bài nhạc hấp dẫn như thế mà các em ngồi đằng sau nó tuyệt lượng không được, không thể được. Nhạc muốn nghe phải lắng tâm hồn xuống người nghe, nên mình dạy học thì phải lắng nghe học chứ. Thôi đấy là thầy nói cho nó vui thôi, mong rằng là những giờ sau và những giờ sau nữa thì các em ngồi đừng có nói chuyện đằng sau. Bây giờ để xin trả bài thầy, học trò phải trả bài thầy chứ. Thì thầy đã là người học trò của thầy Khê hơn một tiếng đồng hồ. Thầy thầy có bốn cảm nghĩ. Thầy mừng giờ thầy lại sống lại cái năm thầy còn ở quê nhà, hãy còn để cho trò và được bà cô những ngày Tết được đi xem trò ở đình làng, nghe tiếng trống tiếng mò, lòng thầy xúc động vô cùng. Bởi đây đúng là tiếng nói của dân tộc, cũng cái trống đó, cũng cái dùi đó, nhưng mà người Việt Nam là không có một cái hệ thống cứng nhắc trong các âm nhạc, bao giờ cũng để cho một cái phần nào đó của cái người nhạc sĩ thêm vào theo cái tâm hồn của mình, theo đối tượng của mình, theo muốn nói cái gì. Dĩ nhiên khi chúng ta chơi đàn piano biết bao nhiêu là tiếng, mà tại sao có người cũng bài đó nghe thì hấp dẫn vô cùng, có người cũng chơi bài đó nghe buồn không muốn nghe, bởi vì ở trong nó cũng có thêm cái tâm hồn của mình, gõ to gõ nhẹ. Ở trong bản nhạc không nói cái đó, nhưng mà người chơi có quyền tùy hoàn cảnh, tùy tâm hồn của mình nói bằng tiếng trầm tiếng mộng. Ở đây cũng thế. Nói thế này, dĩ nhiên là mỗi dân tộc có một bản sắc của nó. Nhưng mà như thầy đã nói nhiều lần và thầy biết cũng nói, nhạc là tiếng nói của tâm hồn. Vậy khi người chơi nhạc á, là phải mang cái tâm hồn mình mới chơi thì mới người là nhạc sĩ. Chứ còn thuộc lòng không phải nhạc sĩ. Đó là cái cảm tưởng thứ nhất. Cảm tưởng thứ hai của thầy này là dân tộc mình thấm nhuần về cái chân lý đạo Phật, đạo lão, đạo trai. Và chúng mình đừng quên chúng mình có một cái văn hóa là văn hóa lạc hồng. Vậy thầy nghĩ là không biết những cái dụng cụ này có phải ở Trung Quốc vào không, là không, chắc chắn đã có từ lâu rồi. Dân tộc Chào có nhạc, nhưng mà thầy nghĩ thầy phải nói là muốn tìm cái bản gốc về âm nhạc Việt Nam thì phải nghe cái cầm tiếng chiêu của dân tộc Thượng, cái đó là được. Để thầy nghĩ này, ở trong đó thì có âm có dương, nhưng mà có cái hay nhất là có ngũ hành. Âm dương quyện nhau thành một, tất cả bản nhạc cuối cùng nó phải có một cái điệu gì để âm nhạc để dẫn dắt cái đó, để cùng người nghe thấy rằng trong đó có âm và có dương. Nhưng mà ngay ở trong có ngũ hành, thấy cùng một nhạc cụ thì xây dựng có thế thôi, mà trong đó nghe đúng là ngũ hành điều hòa, năm thứ tiết quyện vào nhau, hai cái âm dương theo cái ngũ hành. Và ngoài này, ngoài phải theo đổi từng thời tiết, từng giờ giấc, từng phút một, từng giây một, bởi vì đời sống là động, mà nhạc là phải động. Vậy thì chỉ có một cái dụng cụ thôi nói lên hết cả, không những tâm hồn mình mà có triết lý ở trong đó. Không biết có đúng như thế không? Nó có triết trong này. Thưa là chúng ta là
người học du lịch không thể không học biết nhạc. Thôi thì chơi nhạc không đòi, nhưng mà phải biết nhạc. Phải biết chứ. Cái gì? Đó là để giới thiệu, phải nhắc lại văn hóa của mình. Mỗi một người các em sau đây, tương lai đây là sứ giả của dân tộc cho mình nha. Thầy các thầy rất tha thiết. Tôi mong thế này, là khi các em ra trường thì không phải em chỉ có một tài thôi, anh có năm tài, có 10 tài. Bên cạnh cái trí của mình á, thì phải có cái tài từ bên tay phải, bàn tay trái, và tài cả 10 ngón tay. Dù cái gì? Nghĩa là tuyệt vời. Chỉ có 10 ngón thôi nhé, biết bao nhiêu chuyện gì. Thầy có nhạc trên cái này, người là một sinh vật có dụng cụ. Dĩ nhiên là cái dụng cụ đây á, có thể là bánh xô xanh, có thể là tàu bay lên tận trên mặt trăng, nhưng mà đừng quên dụng cụ là những cái này để nói những tâm hồn. Rồi cảm tưởng thứ ba là những cái này, thầy đứng cạnh thầy khen, em nhìn thấy, em nhìn thấy đổi đời nhiều chứ. Nhưng mà cái vui nhất đấy, nên thầy rất mong này, mong rằng tiếc rằng thầy không còn là người nhỏ để được học nhạc. Thầy yêu nhạc lắm, nhưng mà ngày xưa đó ông cụ thầy nghiêm cái khắc vô cùng. Thầy phải chờ khi nào cụ đi làm rồi ngày thứ năm mới học nhạc, rồi đến giờ sắp sửa về cất nhạc vào tủ. Vì thế thầy không thể là nhạc sĩ được. Nhạc sĩ phải học từ nhỏ đó, không học gì lớn khó lắm. Thì đấy là đấy chỉ là ước vọng thế này, là các em đừng quên phải tranh thủ thời gian thầy khê, không sẽ tiếc. Tiếc là ổ ra thầy ngày hôm nay ở đây chưa về thăm bộ, chắc chắn là đây các em cẩn thận sẽ tiếc. Thế này là mong rằng đây không phải là thầy không trở lại với chúng mình, thầy cũng mong là mỗi năm thầy sẽ trở lại. Và trường đề nghị hay là mong muốn sẽ thành lập một cái bộ môn về nhà dân tộc. Kỳ này là thầy về dạy cho mình cái môn học dân tộc, nhưng mong rằng trường Hùng Vương sẽ có bộ môn nhà dân tộc. Thầy cho đó là cái truyền thống của Hùng Vương, và có nhẽ đó là truyền thống khi. Và mong rằng đó là nguyện vọng của các em, để các em sẽ đóng góp trực tiếp chủ động vào những cái chương trình của mình. Thì thầy không thể ngồi để nghe thầy khê tiếp tục, thầy buồn rất tiếc vô cùng. Đã nghe buổi nào mà đến đây không thể làm. Thì hôm nay rất mừng thầy khê đã cho thầy xúc lại những cái ngày gọi thơ. Thank you.
bên anh ngoài cũng có, thì mấy em học công chơi bài hát chứ. Mà sau đây chị sẽ nói với mấy em nghe thì những cái nhạc lễ, tức là nhạc dùng trong Công giáo, tức là đi theo những cái lễ quan hô tang tế, rồi cúng thần nào này kia, kế đó là những lão giáo, tức là theo vị cầu văn, hồ văn, rủi bố, rồi sau đó là Phật giáo, tức là tán tụng trong chùa. Hồi nãy cái người đó mình thấy cái can đảm đó là chúng ta nói là cái người đó là cái can đảm là cái can là gan, đảm là mật, thì cái người đó có gan có mật, cái người đó là cái người không sợ gì hết, thì cái gan bây giờ nói chuyện gì, hồi nãy nói chuyện gì nhạc Phật giáo, giờ tiếp nói chuyện cho mấy anh nghe chuyện nhạc Phật giáo. Cái nhạc Phật giáo đó, nó là không phải là âm nhạc để mình nghe chơi cho vui, mà âm nhạc cũng không phải để cho người khác nghe để mà thưởng thức. Bởi vì trong Thiên Chúa giáo, ngoài cái kinh trong nhà thờ, nó có những cái bản nhạc là Gloria, Kyrie hay là những cái thánh ca để người ta nghe, mà không phải để thưởng thức, mình nghe để trầm lắng lại cái tâm hồn. Mà cái người Việt Nam chúng ta đó thì không có mấy cái điều đó. Người Việt Nam chúng ta có những cái điều tán tụng để đặng mà ở trong chùa đọc lại những cái kinh. Thì mấy em có học gì triết lý, có học gì Phật giáo hay không? Thì mấy em biết rằng nó có Bắc Tông và Nam Tông. Mà Nam Bắc Tông với Nam Tông đó, thượng thừa với hạ thừa nó khác nhau về cái chỗ kinh. Kinh ở trong thượng thừa, trong Bắc Tông nó là kinh cái chữ Phạn, mà hoặc là để cái chữ Phạn rồi âm ra bằng cái tiếng Trung Quốc, rồi cái người đọc lại nó đọc theo cái chữ Trung Quốc mà đọc theo cái âm của mình, thì thành ra khi mà đọc ra rồi thì người nào biết tiếng Phạn không hiểu gì hết, là bởi vì nó không còn cái tiếng Phạn nữa. Cái thứ nhì nữa là kinh tiếng Phạn mà dịch ra chữ Hán, rồi đọc theo mỗi một người, một dân tộc đọc theo một cách, là do hai cái chữ đó. Cho nên điều đó ở trong Bắc Tông làm ra cái kinh thì là đồng nhất, nhưng mà thể hiện cái kinh ra nó khác nhau. Trung Quốc khác, Triều Tiên khác, Nhật Bản khác, Việt Nam khác. Rồi khi mà đọc Nam Mô A Di Đà Phật đó, cũng vậy, là mấy em thấy là Nam Mô A Di Đà Phật Việt Nam mình niệm hoài. Sau chữ Bồ Đề đó có 108 đó, 108 cái hạt đó. Thì là mấy em đọc như vậy mà cũng không thích đọc cái cách của mình, nhưng mà mỗi một dân tộc đọc một cách khác. Thầy đi qua bên Đài Loan thì nghe đọc khác, Hồng Kông, Singapore đọc cũng tương độ Đài Loan, qua Nhật Bản nghe đọc khác. Thì do đó chúng ta thấy rằng cái điểm thứ nhất trong kinh và trong nhiều kinh Phật giáo, nó không có một cái kinh chỗ nào làm gốc để mà tất cả mọi người đều theo. Đạo Phật mặc dù bắt đầu từ bên Ấn Độ, nhưng mà không có cái kinh nào bên Ấn Độ mà làm bắt người ta đọc theo hết. Trung Quốc đọc khác, Triều Tiên đọc khác, Nhật Bản đọc khác, Việt Nam đọc khác. Thì cái điểm thứ nhất mà cho chúng ta thấy là cái cách đọc tán tụng ở trong Phật giáo không theo một giáo điều và không theo một cái mẫu nào hết, mà từ mỗi một chỗ tùy theo những cái cá tính của mỗi dân tộc kể ra mỗi địa phương mà thể hiện ra cái chuyện đó khác nhau. Vì vậy mà nói cho mấy em nghe là đi Nam Mô A Di Đà Phật thì ở trong Nam đó phần nhiều là cái vùng nó gần những cái hát ru, cái tiếng hát ru miền Nam đó, thì cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nó dính vào tiếng hát ru. Cái hát ru miền Nam đó thì cái hệ thống của nó là hôm trước nói mấy em nghe là hò sự non sang già xê cống non. Thì trong Nam là mấy em là hầu ơn chỉ dầu cầu giáng đông đinh hò sự sang cầu tre lắc lẻo gặp trùng khó đi hò sự sang. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
miền của thầy còn nhỏ đó, thì niệm nó niệm nhấn chữ đà, nhưng mà sau là người ta niệm luôn năm cái gì đó, nam mô đơn nam nè, nam mô a di đà bu, nam mô a di đà bu, nam mô a di đà bu, nam mô a di đà bu. Còn mấy ông qua bên Việt Cổ thì không theo thang âm đó, rồi họ Việt Cổ học cái bên Trung Quốc đó, thì học cái cách tán tụng mà họ kêu bằng sô miêu, mà sô miêu đó là cái chữ tên tiếng Hán là sinh miệng, là sinh miệng, thì là sinh miệng đó là nó viết là chỉ sợ lắm, cắt cổ gà chỉ sợ lắm, là chỉ nghĩ cái tội
Chị lại cho nó em với em làm ơn đụng tụng giáng sanh dùng trong gà này đi đặng cho chị cắt cổ nó rồi biết đâu nó ra thành chuyện gì khác. Thế thì là thầy cũng phải lợi làm cho chị vui đứng ra mua gì đó bà già đó ta già đó già đó để già đó chi đi đâu bà tì như người ta các bà tì là cũng nội là cảm ơn em nha. Dạ cảm ơn em nó làm được giáng sanh mà rồi cái người Việt Nam mình á thì cái người miền Nam là hay nói bốn chữ đó. Người miền Nam là hay bốn chữ thế nhưng mà tụng kinh nó có nhiều người đụng trong ao Nam Mô A Di Đà Phật dạ. Nam Mô A Di Đà Phật dạ 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 Điện Thái Di Đô Tỳ Di Đà Nam Tỳ Di Đà Ca Đế Di Đà Ca Na Dạ Di Đà Na Đà Lệ Na Bà Hả. Bỏ bất chữ đó giống như là người Anh Lê nó là tương đối cho đông vậy đó. Mà người Việt Nam mà miền Nam nói thường đó. Đây là mở cái mặt nói mấy em nghe chơi. Hồi nãy đến bây giờ nó hổi giờ. Từ năm ấy đến năm nay nó nằm nay. Ông ấy là ổng, bà ấy là bà, cô ấy là cổ. Rồi ngoài ra xoài thanh ca, trời ra chợ mua sạn ca. Sạn ca đấy. Rồi cái hồi nhỏ thì nghe rồi hỏi trên này hát gì vậy? Hỏi tụi mình đi hát. Nói, tối nay hát tuần tôi tiết quý năm ngày nay hát tuần tiết thanh đây. Mà tiết quý năm tức là tiết dân quý chinh đông. Tiết thanh đây tức là tiết đinh sang chinh tây. Mà nói gì là tối nay hát tuần tiết quý tâm ngày mai hát tiết trăng đây. Mình nghe mình cũng hiểu được vậy đó. Rồi thành ra hồi sau thầy đi qua Hà Nội. Thầy ra Hà Nội thì thấy nó có tiếng Việt Nam mà theo cái giọng mà miền Bắc có đầy đủ chữ ư chữ ơ rồi là bạn thấy. Thế nó tức cười quá cười. Nam cười quá bỏ mất chữ ơ rồi. Xuống cái bạc liêu trời ơi tức cười quá. Là có luôn chữ ơ. Thành ra trong Nam thì nói luôn luôn là nói tắt lại tụng kinh tụng tắt luôn đó anh em. Vì cái điều đó là cái điều mà thấy ngôn ngữ gì nhưng mà về ngôn ngữ nhưng mà kinh đó nó có ra cái kinh một cái kinh mà kinh ra dịch ra thì thành ra cái kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà đó thì dịch ra như thị ngã văn như ta nghe rằng nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc một thời nọ Phật ở tại nước Xá Vệ thì thọ các cô độc hiên ở ngồi gần cây ở trong giường của ông các cô độc giữ đại tỳ khưu thăng thiên nhị bá của Phật nhân cu giai thiện đại a la hán chúng sơn đi trước được bảo xá lợi Phật ma ha mục kiệt liên ma ha ca diết ma ha ca chi diên ma ha cu ni ha ly bằng ra châu lợi bằng là già a la là la hậu la kiều phạm ta đề tăng độ lô thả la đoạ ca lưu là di ma ha kiết câu ra bà câu ra giữ chi thị đẳng chi đại đệ tử tịnh chi bồ tát bà ta mà lấy thấy cái em qua ra thì thấy là cái kể tên Phật không cho nên có một kỳ đó thầy ghi một cái bản đem về để mà tư liệu thì nghe thầy đọc nè như thị ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ các cơ động viên giữ đại tỳ khưu đăng thiên nhị ba muốn thập nhân cu giai thị tình ý chế thập nhân rồi kêu rồi cu giai thị đã tu đi thế được không muốn cắt chỗ nào cắt là cắt là còn ngày ra cái nhiều khi cũng giữ tâm kinh cũng vậy để như quan từ tại Bồ Tát là cái người Đức Phật đó, cái người người nó thấy rõ ràng Phật ra thời, thời là lúc đến cái lúc mà đi qua được cái bờ của kia ba là một ra đấu biển ngạn qua được cái gì, rồi thành ra cái thầy nghe tụng ra ba là một ra, thời cái kiến của hòa thượng tưởng là phải đọc càng nhiều là càng tốt, cho nên mà thật ra cái kinh đó mấy em mà học có biết thì là cái kinh không phải đọc để mà được phước, thầy nghe biết rằng Đức Phật Thích Ca có nói rằng ta đi giảng đạo hành trên 50 năm mà chưa nói một lời. Tại sao mà giảng đạo mà 50 năm mà chưa nói một lời? Quên cái lời mà nhớ cái ý. Cũng giống kiểu như người ta nó dừng mà phải gặp mình đưa cái ngón tay để chỉ mặt trăng cho mình nhìn. Nhìn ngón tay mà mình tưởng ngón tay là mặt trăng mình còn đặt nữa. Vì vậy nên phải thấy mặt trăng mà quên ngón tay. Biết được cái ý phải bỏ cái lời. Mà cái chuyện đó là không phải là Phật không. Mà Trang Tử cũng có nói. Trang Tử cũng có nói rằng ta vẫn tìm luôn một cái người nào khi nghe được cái ý của ta bỏ lời để ta cùng đạo đạo ta tìm chưa ra. Tức là nghe cái ý để bỏ lời được cái được hiểu được cái về sâu bỏ cái chuyện kia cũng như thế đi với Phật đó là đưa cái bè mà đưa cho mình đi qua cái bể bên kia là quá khỏi cái bể bến mê qua bên kia thì khi được qua khỏi bến mê được cái bè bỏ đi cho ôm cái bè theo bên kia ôm cái bè là không ít lợi gì hết và là không ít lợi cho mình mà là mất cái bè cho người khác có thể lấy cái bè đi qua được thì do đó cái bài kinh không phải là học đọc để mà khi nó tôi đọc hết bài kinh này là tôi hay không phải vậy đâu
đọc ít mà hiểu càng hay hơn là đọc nhiều mà không hiểu. Thì do đó là tiếng mấy em nào mà có tu Phật giáo là nhớ như thế đó. Rồi thầy mới nói chuyện mà tán tụng. Tán tụng không phải mà người nào tán thiệt hay, tụng thiệt hay, để người ta nghe trời ơi, trong này tán hay quá, giống như là cũng trầu tay cũng ngồi. Không phải vậy đâu. Đó, ông thầy ông tán hay là ông giúp cho người ta có được một cái êm ái dịu dàng để mà nắm nhìn cái giáo lý bằng cách nghe lời. Rồi có cái lần thầy mới nói chuyện ở bên Los Angeles, thầy nói chuyện về cái dụng ý của cái tán tụng. Thì thầy cắt nghĩa như vậy đó, thì bà có một bà cụ đó lên nói với thầy: tôi tu 50 năm rồi, tôi đọc kinh 50 năm rồi, tôi nghe kinh 50 năm rồi, và sao chưa có bữa nào tôi thấy kinh thấm con người của tôi vào bữa nay. Rồi xin cảm ơn thầy khai quang điểm nhãn cho tôi, cho tôi mới nghe được vậy. Rồi tôi, thầy mới trả lời nó không phải là điều khai quang điểm nhãn, nhưng mà bữa nay thầy tạo cho bà nó có một cái điều kiện để mà nghe. Thì hôm đó thì thầy mới có nói là cái kinh là cái bài tán bài tụng để mà nghe cho rõ. Thí dụ như thầy cho cái thí dụ cái bài mà Dương Chi Tịnh Thủy. Dương Chi Tịnh Thủy tức là cái nước cam lồ mà do cái nhành dương liễu rải xuống. Thì cái bài kinh đó là cái bài ca ngợi Phật Bà Quan Âm: biến sắc tam thiên một giọt, biến thành ba ngàn giọt, diệt tội tiêu khiên, rửa tất cả các tội, quá diệm quá hồng liên, là núi lửa biến thành con sen hồng. Thì thầy mới nói ví dụ như tôi nói với các bà các vị ở đây, và tôi nói Dương Chi Tịnh Thủy, các bà nghe rồi không hiểu được, không kịp. Mà Dương Chi Tịnh Thủy nó chỉ biết được cái đó là nước trong lồ do nhìn ra nhìn dương liễu chảy xuống, thì nghe hiểu khá hơn. Nhưng mà tôi nói Dương Chi Tịnh Thủy bà nghe rõ hơn chứ. Nhưng mà khi nhắm mắt lại bà nghe Dương Chi Tịnh Thủy biến sai tam thiên, nghe rõ đây Dương Chi Tịnh Thủy hơn. Thế nhưng mà nếu cái bài đó mà tôi tán cái bài Dương Chi Tịnh Thủy, bữa đó thầy nói tôi xin quý vị ngồi im lặng tập trung tư tưởng lại, tôi sẽ tán bốn chữ Dương Chi Tịnh Thủy, quý vị sẽ thấy cái nước cam lộ của Phật và Quan Âm do nhành dương liễu rải xuống thẳng đất, thì nước đó sẽ rửa được tội. Quý vị ngồi yên, thì quý bà mới ngồi yên và thắt nhắm mắt lại. Thầy mới làm chậm Dương Chi Tịnh Thủy. Mấy anh nghe tự nhiên bốn cái chữ Dương Chi Tịnh Thủy đó, khi mà tán như vậy rồi mấy em nghe thấm trong người hơn là nó Dương Chi Tịnh Thủy. Thì cái đó là cái dụng ý của cái tán và tụng. Rồi hôm đó con mới nhiều câu hỏi, bởi vì tán và tụng phần nhiều rồi chữ hát không, cho nên như nó quả diệm quá hồng liên, là cái núi lửa biến thành con sen hồng. Rồi có một cái người bậc Phật tử nó đưa tay hỏi thầy giáo sư, có thể là mình làm bài tán bằng chữ nôn được không? Thì thầy nói tại sao là không được, là bởi vì cái hồi đó thật ra cái lời của Đức Phật nói ra đâu phải là bằng cái chữ nho này, không nói là bằng cái phản gì đâu đó. Rồi dịch trở lại qua là cái chữ hán mới đi qua vậy. Thì tại cái người Trung Quốc dịch ra từ cái phản đi ra cũng nhân đến như cái bài mà Ma Bát Nhã Ba La Mật Ra Tân Kinh Quang Thường Đại Bồ Tát Hành Thăng Bờ Ma Bát Nhã Ba La Mật Ra, là cái bài đó là cái bài của Đức Phật Thích Ca nói lại cho người học trò của mình. Rồi thầy Quyền Trang tức là Tam Tạng mà có tô hình giả bác giá như Sa Lan Đức Thích Kinh đó, Trần Quyền Trang dịch ra thành ra Tâm Kinh 280 chữ tóm tắt lại tất cả cái giáo lý của Đức Phật dạy cho cái người đời. Thì cái đó là cái chữ Hán, là tại vì thầy Quyền Trang là cho người đời đương. Còn nếu chúng ta là có gặp được may có một người thầy mà đi thấp ngay được trên chỗ Đức Phật mà nói ra được tiếng Việt Nam, thì cái lời đó cũng có giá trị, bởi vì cần cái ý hơn cần cái lời. Do đó ví dụ như bây giờ nói cái thầy nói tôi tán cái Hán sao nghe nó được hơn, mà tán tiếng Việt sao có lẽ nghe nó lão. Thầy nói tôi giờ tôi thí dụ cho mấy bạn nghe quả diễn quá hồng riêng, tôi tán theo cái điều thiền quả quá hồng liên,
tôi nói núi lửa biến thành con sen hồng, mà nếu tôi tụng theo đúng theo cái dòng thiền, tức là sự sang si nó cũng yếu vô cũng cái chết đâu đó cũng nhận nỗi
nhưng mang cô cùng thương đi. Khi vậy là em thấy rằng đời thì đời đừng tiêu tan tới đi thì tận đi đường tiếng đi tan đi tự đi tận tự tiếng để nhân mang thương nhưng mãi không có bao giờ để nhân mang cô đánh như vậy không? Trong khi đó rồi tấn đố thị còn bốn cái tiết tấu đi song bàn với nhau, cái đó là ta tiết đây nó kêu bằng polyrhythmy, người Anh kêu bằng polyrhythmy là cái ta tiết, tức là cái tiết tấu nó nhiều, thành ra chúng ta âm nhạc không có đa âm nhiều mà chúng ta ta tiết. Cái nhạc phương Tây thì có đa âm nhiều âm mà tiết tấu không có được dồi dào như chúng ta, thì điều đó là cái điều trong nhà Phật giáo. Nhà Phật giáo đó thì nói ra đó chúng ta không có một cái nguồn gốc nào nước ngoài đi dạy hết. Nhà Phật giáo tức là kinh thánh chỉ đi từ nước ngoài mà thể hiện ra ý theo cái truyền thống của dân sở tại, mà kể cả địa phương. Cho nên mấy em thấy rằng tụng kinh theo một bác khác và Trung Nam khác. Mà có đi Trung Nam nó có nhiều người chỗ Trung Nam mà sư trong chùa tụng khác, mà thầy cúng tụng khác, thầy cúng tụng theo cái vẻ hơi qua lại bội đó, mà tiếng gì đấy thì đi nó mau quan tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát, quan tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát, tích độ linh hồn lễ à nhị bái. Quan tự tại Bồ Tát là Quan Âm, tự tại là an nhiên tự tại, là tên Quan Âm có nhiều tên đó. Mà cái thật ra là Quan Âm thầy nói hồi nãy không có mặt mày ra sao, phải cái người như thế này dễ người bà như cái dễ người đàn ông, mà bên Trung Quốc thì Đài Loan mà có bán cái cassette. Mà bên đây thì Nam Mô Di Đà Phật hoài 45 phút, đi nghe Nam Mô Quan Thế Bồ Tát 45 phút, nghe lên trên xe chạy, cái người nào cũng đây gắt cái đó rồi, cái đó mình chạy chạy đó thì nó kêu người không cần, miễn là có Quan Âm Bồ Tát đây là họ nghĩ là bà Quan Âm che chở anh khỏi cái tai nạn, với mình Quan Âm thấy anh Bồ Tát nằm cái đó là cái chuyện khác. Thế nhưng mà bên Đài Loan nó có cái đó nhiều lắm. Rồi có một lần thầy mới hỏi thầy có chuyện gì âm nhạc của Nhật Bản ở tại bên đài phát thanh của Canada thì không có Nhật Bản đi đâu hết, mà có Đài Loan, có Việt Nam. Thì bữa đó mấy ông Nhật Bản có hỏi thầy ông tại sao họ đi qua Đài Loan, họ nghe kinh Nam Mô Di Đà, Di Đà Di Đà để đi qua nhiều quá, là hỏi làm cái đó không biết là gì. Thì thầy bữa đó thầy nói có mấy anh Đài Loan đây, là mấy người nói tại sao tôi nghe không, mấy người đó là không, họ không biết, họ thấy kìa là bán cái đó mà họ nghĩ rằng để cái cassette nó chùa đỡ tai nạn, họ chạy cứ đỡ tai nạn. Hai cái nữa nhiều khi ngồi buồn quá mà mình nghe nhạc dịch kinh quá rồi khi mình quên cái này, mình nghe như mình tụng kinh, mà tụng kinh để cũng như mình tiếp hơi tụng kinh vậy là không được suốt 100%, không được 30%, thì họ tưởng tượng là hay nói cái câu kinh.
ai cái đó là nói kinh A Di Đà một phút. Rồi cái họ nói chắc có lẽ tại vậy chứ không có gì hết. Rồi có người thì nói với thầy đó rằng cái đó là bởi vì họ tu theo tịnh độ. Mà tu theo tịnh độ thì người Nhật Bản cũng biết tịnh độ, người Việt Nam cũng biết tịnh độ, Trung Quốc cũng biết tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ là cái gì? Thiền tịnh độ khác. Việt Nam thiền tịnh tâm là tức là thiền và tịnh độ gặp nhờ lấy nhau. Mà tịnh độ là gì? Tịnh độ là theo A Di Đà. A Di Đà là cái gì? A Di Đà tịnh độ đó là thứ nhất là phải ca ngợi Đức Phật A Di Đà. Cái thứ gì là tụng kinh A Di Đà. Rồi lâu ngày chạy tháng đó Phật A Di Đà xuống tổ cho mình nên mình thành Phật nên mình đến Niết Bàn. Chỉ nghĩ là người ta cái gì thì cái người Việt cũng ngày xưa thì người cũng nói tụi tôi ngày xưa cũng nghĩ vậy. Do nghĩ vậy cho nên chúng tôi không chịu làm tịnh độ mà chúng tôi đưa ra cái tiền. Bởi vì tịnh độ tức là cái người không có một cái có cái ý chí, tức là thụ động. Mình ngồi mình tụng kinh kết tới ngày nào đó Phật A Di Đà xuống trước mình lên thôi, chứ còn có lo sửa mình làm cái gì hết, mà chỉ lo cái chuyện đó thôi. Thì thành ra cái thiền tức là mình tập để mình hiểu mình là ai, mình cái con người là ai, mình biết cơ thể mình là ai, mình biết lúc nào mình thở, lúc nào mình đi, lúc nào mình ngồi, để rằng mà mình tự sửa mình để đi lên tới. Rồi cái bữa đó nghe thầy nói như thế, cái thầy mới đính chánh lại. Thầy nói các bạn nói là các bạn nói cái tịnh độ theo cái người Nhật Bản thì kiếm tới 15, vì vậy mới cho ra cái thiền. Chứ tịnh độ của nước Việt Nam ngày nay chúng tôi không có ngừng lại cái chỗ mà ca ngợi Đức Phật và tụng A Di Đà. Tịnh độ ngày nay nó đi tới cái chỗ quán chiếu, đi tới cái chỗ quán chiếu là mình biết mình làm cái gì. Đồng thời sau cái quán chiếu thì còn phải biết một cái phát nguyện. Phát nguyện là cái lời mình cầu nguyện ra, mà phát nguyện không phải là vị ngã mà phải là lợi tha, tức là phát nguyện có ích lợi cho người khác. Rồi khi phát nguyện rồi mình được bao nhiêu cái phước rồi phải biết hồi hướng, tức là mình đem cái phước của mình cho trở lại chúng sinh. Thì cái tịnh độ của Việt Nam của tôi đi ngoài ra cái từ mình các ca người Đức Phật tụng kinh, tôi còn biết quán chiếu và phát nguyện và hồi hướng. Thì bữa đó ông em đi bổn lại hỏi thăm thầy giáo, ông nói cha tôi nghe nói cái này lạ quá, để bữa nào là sao giáo sư chỉ cho tôi biết cách nào đó mà tu tịnh độ theo Việt Nam rất là hay. Tôi nói thưa thầy, tôi không phải là người thầy chùa, mà tôi cũng không phải là ông sư, mà tôi cũng phải là một người tu, nhưng mà tôi đọc tôi thấy những chuyện đó tôi nói cho các bạn nghe. Chứ còn thật ra là mấy người lo đọc đại khái rồi cái họ có những cái khái niệm mà có thể không đúng. Thì do đó là mấy em nào mà có học Phật giáo, có đạo Phật rồi này kia đó, thì mình nên có cái cách phong cách, tức là mình tu theo người Việt Nam, tức là phải hiểu. Phải hiểu rồi mình đi tới, mình có những cái hành động thì là nó khác. Rồi việc cũng để mà tụng di tán đó thì là dễ lắm, bởi vì nó mỗi một người làm theo một giọng, mà làm theo cái sự sang xê có miếu u làm cái đó trên rõ ràng thì được đó. Để như bây giờ làm theo thiền đó, là đọc như thị ngã nhân như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc. Thầy nói nghe như thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ các cô độc viên. Nhưng mà nó có cái này, có thể là dự đại kỳ cưu khăn thiên vị ba ngũ thập nhân cư. Nhưng mà dự đại kỳ cưu khăn thiên vị ba ngũ thập nhân cư. Tại sao làm được? Bởi vì sự sang si có thiếu ú. Em làm không đó thì làm được hết, nhưng làm cho điều thiền thì được. Thế nhưng một người đứng mà tu thiền, ông làm những ai là đặt. Ví dụ như ông nói là anh nói là như thì ngã văn nhất thời Phật tại xá chi quốc kỳ thọ cấp tu độc chiên. Rồi cái ông kia giữ đại tỳ thương thăng thiên nhị ba ngũ thập nhân cư tập hết. Hai cái là không có gì, cái một cái thiền, cái ai là không có đụng nhau được. Mà cái ông ta lưu tụng ai mình chen vô mình tụng thiền cũng không được. Thì thành ra cái điều đó cũng là cái điều khó khăn lắm. Rồi đây mở cho mặt nói với em nghe chơi, các thầy cũng được băn khoăn lắm, rồi có hỏi cái ý kiến tôi bảo bây giờ làm sao thế nào để mà thống nhất cái cách đọc kinh lại. Thì thầy có nói ra thì thống nhất cái đọc kinh lại nó có cái thuận tiện là ai gặp nhau cũng đọc được. Thế nhưng mà cái đó nó làm bỗng nhiên đó. Đối với thầy làm cái nghiệp lợi, bởi thầy luôn luôn là cái cấu trúc rộng và mở chứ không có tịnh mà đóng. Thành ra làm sao cho nó động mà mở mà nó gặp nhau, tức là đứng trên một cái nguyên lý nào đó, đứng trên một cái phương pháp nào đó, đứng theo một cái định luật nào đó mà có thể thay đổi được. Đi mấy thầy tụng kinh đâu có phải chỉ cũng phải đọc y như vậy. Cho nên thầy nghe rõ ràng có này như giữ lại thì cư thanh thiên nhị ba ngũ tập nhân cư giới thị tại a la hán chứng trở kia
giữ lại thì hữu thanh tiếng gì ba ngũ thập nhận bu dây thì lại ra là hai chúng trở đi đường làm ra bất ma một thiền viên ma ca diếp ma ca diên diên đừng trở lại ma ca diếp ma ca diên diên ma ca diếp ma ca diên diên ma ca diếp ma ca diên diên đọc lực hết, nhưng mà ở trong đó là cái hệ thống nếu mà nó được cái điều của nó là đọc không dẫn đọc thì nhờ trong đạo Phật tóm tắt lại là không có bắt buộc có một cái nét nhạc nào mà nó có một cái phong cách trừ ra những bài tán. Những bài tán thì nó có những cái nét nhạc và có những cái nhịp điệu không thay đổi được. Những cái bài tán là những cái bài học khó khăn nhất mà bài tán trong cái âm nhạc Phật giáo đó phần nhiều là chỉ có tan chỉ mỏ là chỉ cây chuông, nhưng mà cũng có nhạc đi theo là nhạc đi theo miền Trung đó, là theo nhạc lễ của cung đình. Vì vậy cho nên trước khi mà đi vào trong một cuộc lễ đó thì có một cái kiểu đại nhạc, mà đại nhạc đó là tới thầy có nói với em nghe là đại nhạc trong cung đình nó như thế nào. Đại nhạc tức là những cái kèn và trống, còn tiểu nhạc đó là những cái đàn có dây mà còn mà có nhịp thành ra đại nhạc như tiểu nhạc. Đại nhạc nó đánh cái bài đăng đàn kép. Đăng đàn kép là đăng đàn đi lên cái đàn để mà tế trời lễ năm giao. Kép là cái nó phức tạp hơn, bởi vì nó có bài đăng đàn trên với đăng đàn kép. Và đăng đàn kép đó đánh lên nó cũng như là mở khai đàn lên. Kế đó tiếp theo đó là lấy cái bài lông ngâm hoặc là bài ngũ đối thượng là cái bài của tiểu nhạc để rằng là khai mở ra một cái cuộc lễ. Thì để là lần tới đó thầy chỉ cho nghe mấy em nghe một cái một khúc mà khai đàn theo giáo của Việt Nam ngày xưa, mà biết là không có thì không biết phải không quay được không. Nếu có được thì là có cái máy video đó mà làm sao để cho mấy em quay được hết đó. Thì để là thầy có để làm một cái cuồng băng video mà tóm tắt được tất cả mấy cái điều dạy, tức là từ cái điệu hò cho tới văn họ rồi cho tới nhạc lễ miền Nam, rồi Phật giáo, rồi hát bội, hát chèo, hát cải lương, nó có đủ, nhạc cung đình có đủ hết. Thành ra nếu mà có được cái cuồng băng đó là coi cũng trong 2 giờ đồng hồ. Thì trong khi coi đó cũng như là mấy em ôn lại hết tất cả mọi cái chuyện mà mấy em đã nghe để rằng mà có cái cuộc trách nhiệm trong tuần lễ tới. Lễ cuối thứ 6 tuần lễ tới là trách nhiệm để cho coi có mấy em có lãnh hội có nhớ được cái gì hay không. Mà trách nhiệm đó thì là cũng nói trước cho biết em nghe không phải thi cái bài, không phải làm bài luận bài văn là bởi vì không có gì giờ, nhưng mà trách nhiệm theo cái phong cách của dạy học của bên Âu Mỹ đó, tức là đưa ra một số câu hỏi và chẳng hạn như thí dụ như đây là trong nhạc chèo nó có năm nhạc khí chánh nó là để dọc thì mấy em điền như là chúng hãy trúng 5 cái thì được 5 điểm, trúng 3 cái được 3 điểm vậy đó. Thì là cái đó cái cách đi bằng trách nhiệm. Hoặc là có khi đặt những câu hỏi mà nói trúng hay là tập, trúng hay là không trúng, trúng hay là không trúng. Chẳng hạn như là trong hát chèo thì không có cái kèn không quan trọng như cái kèn có trong hát tuồng. Mà nếu để trong dàn nhạc hát chèo, cái kèn là nhạc cụ quan trọng nhất. Thì mấy em nói không đúng, cái đúng và không đúng, mà để thì không đúng thì mấy em trúng, mà để đúng là mấy em tập. Đấy là. Rồi ngoài đó là chẳng hạn gì đây, thế là trong dàn nhạc tuồng có trống đế thì nó không đúng. Còn khi nó trong dàn nhạc tuồng có điệu hát nam hát khách thì phải đúng, nó đúng tại các thí dụ như vậy. Còn ngoài ra nó có thể là xoáy lên trên cái hình, mấy em coi mấy em biết trên cái hình đó nó có bao nhiêu nhạc cụ, phải để tên của nhạc cụ từ cái từ thái qua phải nó là cái gì. Thì trong đó nó biểu đi 5 cái nhạc cụ từ bên đấy và thì em để 5 cái đúng thì 5 điểm rồi em làm con biết còn 4 điểm mà không biết gì hết thì 0 điểm thì thôi. Đại khái là cái cách thi như vậy, còn có thì giờ mà có nhiều. Rồi còn ngoài ra mà nếu còn thì giờ được là còn hát một bài, hát một cục nữa kia để mà coi cái giọng hát nữa. Thì cái đó thì là có thì giờ, có lẽ là mấy năm sau có thì giờ hơn mà thầy về được lâu hơn hay là có thiếu quan có tiếp thầy đi mà dạy được thì làm cái nó dài dài ra. Chứ còn cô nghiệp mấy em nó nhớ rằng trong năm tuần lễ mà tiếp thu mới vậy đó, giống như là ăn mà ngốn ăn quá đi cũng no trong cằn không mà nó chưa tiêu quá được, ăn thêm nữa cô nghiệp nó ăn vậy thì sợ mấy em bị nhưng mà điều cái này nó không có cách nào ăn mà
kể là dạy mấy em đây hôm nay lần này giống như thầy dạy bên Canada, thì qua dạy Canada cũng là dạy sáu tuần lễ mà bên Canada cùng mà thương các em đó là bởi vì truyền thống Á Châu mà dạy qua sáu tuần lễ, tức là cũng gieo khách bao nhiêu công việc để rằng mà gặp thầy được mấy tháng là bởi vì tại không có thời giờ đó đâu. Còn may là may nhất là học trò bên Mỹ, học trò bên Mỹ là cái năm đó thầy Hữu Trí năm 1900 năm 1988 ngày cuối Noel đi vô nó cho cái khóa từ tháng Giêng học luôn cho tới tháng 7 thì trong 7-8 tháng đó nó cho 60 tiết mà trong 7-8 tháng thì nó chia ra tuần lễ có mấy giờ đồng hồ thôi thì cũng dễ là bởi vì mấy giờ đồng hồ rồi nó có thì giờ nó tập rồi kia tầm ra thì khó hơn là cái kỳ đó mà thầy thi rồi người ta đưa ra coi nhiều Việt Nam đi lại qua cũng sợ lắm và thì cho nghe hai cái một câu là hơi tắt, một câu là hơi ai tất cả là hơi ai tại cái xe nó già nó rung cái hệ nó phải nghe mà nó phải nói được rồi cuối cùng là con trắc nghiệm là con đi học một cái lớp của con 24 em học để mà thi 30 em học để nghe chơi còn con không có thi thì là mấy em học thi đó thì học thi phải hát được 3 bài rồi mấy em nó ra được nửa bài thành ra cái hồn mà nửa bài cái cười đó một câu Mỹ tính lên hát văn họ chứ cô Việt Nam hai người đối ca nữ hát lên thì đó là đi thi con là đi thi cái đó thi là thi bên ngoài view coi được thì mặc dù nó nói không được đúng lắm nhưng mà nó có một cái đi thi ra còn ngoài ra nó đưa những cái diversity ra view bản đưa lên ba người hát ca trù thì hỏi cái đề hát gì nó phải biết ca trù cái đờn nó đờn đáy cái phanh cái xanh cái pháp gì nó phải nói ra được cái đó thì điều đó là cũng là một cái thực hiện trách nhiệm còn bên Tây thì thi cách khác bên Tây đó là mỗi một năm thầy dạy một nước một năm thầy dạy Việt Nam một năm dạy Mông Cổ một năm dạy Triều Tiên một năm dạy Trung Quốc một năm Ấn Độ thì cái năm mà thầy dạy Việt Nam đó thì bữa đi thi đó thì cho cái bài trước cho mấy em nghe bài Mời Dầu đó đưa lên một cái rồi cũng có nghe bị thầy dạy chúng mấy bài bài Kim Thước bài Mời Dầu bài Lý Cây Đa với bài yêu nhau để hát cho nhau thì thầy cho là cái bài Mời Dầu nó nghe bài đó rồi thì nó phân tích ra thế nào chỗ nào thế nào nó viết 12 trang đem về cho phụ nữ quốc coi nó thương rất đầu nó trời đất ơi nếu việc con gái Việt Nam mà nói được thì đây là một bài văn họ một dân ca trữ tình ở trong vùng làng Bắc Ninh trong vòng 49 tỉnh do nam nữ hát ngoài khi làm việc và hát hoặc là hát đối giọng hoặc là hát khi lấy giải là một sinh hoạt văn hóa của tỉnh Bắc Ninh vô nó định nghĩa rồi nó nói chuyện gì kia phong tục ngũ bọn thế nào phong tục kết bạn là sao ông Lưu Phúc cũng cảm động quá thì cái kỳ đó thầy bên kia đó thầy dạy nhưng mà giám khảo cũng là thầy nữa mặc dù là thầy biết học trò đại khái nhưng mà không biết tên mà mình đưa bài chấm là lấy cái tên ra để có bài coi không mà những bài nào hay đó thầy lấy được thì photocopy cho ông Lưu Phúc mình mà cũng có chuyện này mấy em nghe chơi là cái chuyện đi bên kia đó thầy mỗi một năm thì có 400 học trò mà trong đó 300 học trò gái và 100 học trò trai học để mà thi cử nhân thì mỗi một năm có thể học trò nó biết tên hết chỉ biết tên những người nào giỏi nhất có cái gì mà hay nhất hoặc biết tên cái người nào mà phá lớp nhất hoặc khổ nhất được người thì là biết tên những nhóm đó thôi mà khi mà thi có gì khi đọc một bài thi thấy hay quá cho điểm thiệt cao thì bài phải để một mình và là thắng ít nhất phải hai bài tập hoặc là cái bài nó muốn được nhận quân cho điểm thiệt thấp phải để đó thì mấy cái bài mà thiệt cao thì thiệt phải quay đi coi lại bài có khi bữa đó mình hứng chí gì mình cho nó quá thì điểm thấp có khi mình nhận cái này mình cho nhiều quá thì có nhiều khi rốt cuộc lại cái điểm cao đó nó bớt xuống chút cái điểm nhỏ này nó nâng lên chút xíu để rằng mà đừng có cái gì cái giận của mình cho vậy thành ra nó mất công lắm còn bây giờ thi theo bên Mỹ thầy nói chuyện với em đó thi được bên Mỹ thi theo bên Anh thì theo mấy cái nước kia là trách nhiệm tất cả các bạn chỉ hiểu biết nhiều hơn còn Tây đó không phải là trách nhiệm mà phải có câu nói rồi cái khi mà thầy mày giảng cho tụi nó mà thầy nói rồi thầy dịch lại cho tụi nó nghe cái tụi nó Tây nó nói trời thầy nói vậy đó thầy nói bằng họ vậy tụi nói chuyện bằng họ tụi phải lựa lời hết chứ lựa lời phải nói cho đàng hoàng thầy nói như thí dụ như thế đó là quan họ là một cái chung mà
ruộng còn bay thẳng cánh mà có nhiều con sông nặng triệu phù sa. Thì nói cái chuyện đó cho nó ngồi, nó tưởng tượng cái nước phù sa mà đắp xuống thành cái bờ đi lên rồi này kia. Rồi cái nói chuyện mà sông Tiêu Tiêu có chàng Trương Chi, thì tôi cái chuyện Trương Chi cho nó nghe, mà thầy nói là nở tình chưa trả cho sông, phối tình mang xuống chưa trả cho ai, mà nở tình mang xuống truyền này chưa tan, phối tình mang xuống truyền này chưa tan. Và khi mà thầy nói tant que la dette d'âme demeure dans le pays de l'au-delà, là la pierre ne peut fondre, la pierre, le cristal ne peut fondre. Khi mà chưa trả rồi thì không có tan được. Tôi chỉ mà đem mà tôi nói thường nghe mà khóc xuống cái tan nó hết rồi. Tụi nó trời ơi thương quá đi rồi. Đó là do đó cái chuyện đó, cái chuyện đó thầy nói, cái chuyện Trương Chi đó. Rồi thầy thuộc chuyện cho tụi nó nghe cái kỳ mà cuộc hội nghị về cổ tích trên chuyện truyền thuyết của thế giới. Thì Việt Nam không có ai tham dự hết. Nhưng mà bữa đó thầy ta thấy thầy ta nói hỏi trong nước Việt Nam có chuyện đời xưa không? Nó có chứ, mà có người nào chưa mong thực được xưa không? Không, ông thực cho cháu, bà thực cho cháu không? Có ông có thực được không? Có thực được. Rồi cái thầy nói ra thuộc một hồi, người thực ra hết rồi. Rồi là thực chuyện này chuyện kia tới, chuyện mà Chu Chi bị nương, thì chuyện thuộc chuyện đền tranh. Thì cái tài phát thanh nó mời lên cái nó làm cho France Music, France Culture chuyển sang ra đàng hoàng hết rồi, mời đi ra, mấy thôi cái Chu Chi Môn, nó mời đi nói cùng hết rồi. Thì nó thôi chứ trời tôi đi bỗng nhiên thầy đương dạy học dạy nghiên cứu âm nhạc bỗng nhiên biến thành là một cái người thuộc chuyện hồi xưa. Rồi thầy thực hiện tấm con cám, thực hiện sỏi dừa, thực hiện cộng thủy mỹ châu, thực hiện Trương Chi mỹ nương, rồi thuộc chuyện mà cái đời đáy và đi ra mà qua công chúa, thực hiện này mỗi chuyện thực hiện rồi nó nói trời đất ơi, nước Việt Nam sẽ có bao nhiêu chuyện. Rồi hỏi chứ nước Việt Nam mà làm cái phong cách truyền thuyết là như thế nào. Vì thầy cái đó bây giờ nó có nhiều cái lắm, có những truyền thuyết để lập quốc, tức là hồi sanh ra là An Dương Vương với Bà Âu Cơ, được bảo vệ cái quốc là truyền thuyết thánh chống, bảo vệ cái quốc bằng cái chuyện đồng thủy Mỹ Châu chống lại với cái chuyện Do Thám như cấp cái nọ thành đó. Rồi cái chuyện tình nhìn với nhau, rồi có những chuyện giống như nước ngoài là con cấm con cám giống như sông Ti Dung, rồi có những chuyện đặc biệt của nước Việt Nam con sọ cái sọ dừa, rồi có những chuyện mà dính liền với đời sống hàng ngày, dính liền với âm nhạc, dính liền với những chuyện vui. Thầy thuật những có những chuyện là chuyện chơi, chuyện cười, chuyện vui của Việt Nam. Thì bỗng nhiên đi đó là thầy được cùng cử thầy làm một cái người thuật chuyện quốc tế, là đại diện cho Việt Nam để thuật chuyện quốc tế. Thầy đi nói chuyện 2 năm như vậy là đi cùng các tỉnh đã nói rồi, rồi đi nói chuyện mà nói chuyện có này dễ thương lắm. Và thầy nói chuyện cho người lớn của con, mà nói chuyện cho con nít nhỏ cũng có, nói chuyện nít nhỏ các trường nghe nói riêng lắm. Và tới chuyện của thầy mà nói chuyện tắm cá đó, thì nói chuyện mà hồn bắt con cá lên rồi đó, thì nó nói con muốn mang bang cơm vàng cơm bạc người ta đừng ăn cơm nhà ta đừng ăn cơm hỏng cháu qua nhà người. Rồi thầy chế ra để nói con tắm nó chạy lại, nó đứng là con muốn mang bang cơm vàng cơm bạc nhà ta đừng ăn cơm hấm cháu qua nhà người, đừng ăn cơm hấm cháu qua nhà người. Cái chuyện thầy nói, cái chuyện hồi mà con tắm đi rồi, bữa đó con cám nó bắt chước con lợi. Thầy mới nói, con cám nó bắt chước chuyện con tắm, nó bước lợi tới đường con cám. Nó hát sao tụi bay, cái nhỏ hát bông bông bèn bang, bông bông bèn bang, nó làm rung lên hết vậy đó. Thì là cái trẻ con nó đi theo cái câu chuyện đó. Rồi những cái chuyện đó là cái chuyện là nó đi tới. Rồi đi đó luôn thì nó chuyện tới âm nhạc, là nó chuyện âm nhạc của các nơi. Thì không có thì giờ nhiều, cho nên nó tùy theo đối tượng, tùy theo cái thì giờ mà nói. Mà nói như mấy em là thì nói chỉ người học du lịch nhiều hơn, mình nói chỉ cái người học âm nhạc. Cho nên thầy tiếp con đi nặng vô trong cái ngữ, cái nhạc thủ. Không có nói là cái nhịp nó phải đánh thế nào, nhưng mà cũng dù sao không phải biết. Mà hôm bữa đầu có ngạc nhiên là thầy thứ nhất mình thấy em làm theo được câu tiếng hát ru. Cái thứ nhì là dù sao nữa cái cũng là ca trù. Bây giờ nó hỏi lại một vài cái cũng như là điều ôn lại cho mấy em nhớ. Cái ca trù bây giờ em biết cấu trúc là cái gì mấy em nhớ không? Mấy chữ có ai làm được không? Nhớ tính tinh tai, tình tính tinh tai không? Nhớ không? Thank you.
Được rồi đó, tiếng tiên tan, tình tiên tan. Nhưng mà con nhớ cái tình nó không phải cung. Tiếng tiên tan, tình tiếng tiên tan. Còn cái hát ru, cái hát ru thì là cái quãng nào là quan trọng? Hát ru là quãng tư, quãng năm đó. Có em nào hát được câu hát ru không? Có em nào hát được câu hát ru không? Hát được không? Có em nào có hát được không? Có thể này
say mê âm nhạc vì quê hương mình. Để hôm nay con thấy là cứ là con biết cái như là cái cấu trúc của nó là tiếng tiên tai, tiếng tiên tiên tai, thì mấy cái chữ đó con sắp đi ra cái chung mà nghe rồi được là bắt đầu là ca trù rồi. Mà cái ca trù nó con mới biết cái giọng thuộc còn chưa biết cái nhịp, cái nhịp phách đó thì nó khó lắm. Thì khi nào mà có cái nhịp đó, có người nó nói chuyện được ca trù thì mấy năm khác hay là có chuyện khác đó, mời để cho vô nói chuyện gì cái tính phách như thế nào, gõ phách lá đầu lá phách thế nào, sọc đầu đến thế nào, lưu không đến như thế nào, thì chừng đó nó thấy càng ngày nó càng khó hơn. Rồi bây giờ con ngoài ra mấy con có không đặt câu hỏi gì không? Bây giờ cho mấy con 10 phút hỏi là không hỏi cái gì không? Thỉnh thoảng thấy có vài câu hỏi con thắc mắc, nhưng mà mấy con thích có dám hỏi ở trong này lắm. Hoặc là đưa thôi cho thầy kia hỏi thăm thầy cái này là cái gì. Cũng như hồi nãy con cháu dễ thương của mình chạy đi hết cơ thái của thầy một kia. Thì ta tới để mà hỏi thăm có cái chuyện chút xíu thôi. Mà cái chuyện có thí dụ như hỏi qua đây cũng được. Nếu mà rồi giờ có để hỏi mà cháu hỏi qua đây như thầy nói là cháu nó hỏi chuyện sạc bùa là cái gì mà sạc bùa hát đó đâu. Cái hát sạc bùa, vì hát sạc bùa thật ra là ở Nghệ An Hà Tĩnh. Cái đầu Tết đầu năm đó, thì mấy đứa trẻ nó đi là nó hát, chúc Tết cho được nhà này được hạnh phúc, nhà này được giàu có. Rồi nó hát mà nó đánh xin tiền, nó đánh gì đánh gì hát thì đánh xin tiền. Con năm nó đi tới tỉnh này qua tỉnh kia, thì cháu nó nghe nói ở Bến Tre cũng hát sạc bùa. Cũng có thể có Bến Tre có hát bùa là cũng do những người mà nó như cái cách mà cũng tán theo trong miền Nam. Chứ còn sạc bùa đó là đặc biệt của ông Nghệ An.